Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Xe Máy Thành Tâm. Thì Đố Anh Long và các bạn thì hôm nay em sẽ quay giới thiệu xe gì để cho mọi người nè. Xe gì thì em gợi ý cho anh một chút được không? Dạ, thì em sẽ cho anh một số gợi ý nha. Thì dòng xe này là được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia. Thì nó phù hợp với mọi giới tính luôn. Anh có đó. Bao nhiêu phân khối vậy ta? Dạ, thì chiếc này là 150 phân khối nha. Thì mẫu này là mẫu cũ rồi, hiện tại trên thị trường nó không còn xe mới nữa. Anh có đón được xe gì chưa? Nếu như là mẫu cũ thì chắc là Vario 150 mẫu cũ đúng không? Đúng rồi, hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh và các bạn là Vario 150 mẫu cũ. Ở đây em có màu trắng nè, đăng ký vào năm 2018. Thì mời các bạn cùng theo chân Ngọc để xem sơ qua về một dòng con xe này nha. Mẫu cũ nó sẽ có hai phiên bản là 125 và 150. Phần đầu xe thì được sáng tạo với hai dải đèn LED chạy dọc hiện đại, tiết kiệm điện năng đến 80% so với các loại đèn pha thông dụng. Thì cụm đèn pha đôi sử dụng công nghệ LED hiện đại, mặc định luôn sáng khi khởi động, tạo ra một điểm nhấn riêng cho chiếc xe. Phanh đĩa kẹp phanh ốc tán còn rất là sáng, rất là mới luôn. Thì phần bánh trước của xe là đúng đắt xe luôn, là 2018 luôn nha các bạn. Dàn áo cũng còn rất là mới, không có trì xước gì hết, độ mới thì cỡ 90% trở lên. Phía sau thì có được dán thêm một cái tem nổi là Vario 150. Xe sở hữu động cơ công nghệ ESP 1 xi lanh, dung tích 150 phân khối, phun xăng điện tử, công suất 12,4 mã lực. Ngoài ra động cơ ESP của Vario mẫu cũ cũng có tính năng là Island Top. Để mình báo odo cho các bạn luôn nha, thì xe đã đi được hơn 9.000 cây số rồi. Sau khi xem sơ qua về một dòng con xe này rồi á, thì Ngọc xin được báo giá luôn nha. Thì ở đây là Vario 150 mẫu cũ, đăng ký năm 2018. Thì hiện tại bên cửa hàng Xe Máy Thành Tâm đang được bán với giá là 63 triệu nha các bạn. Các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về xe, các bạn có thể liên hệ với số điện thoại của Ngọc ở phía dưới màn hình này nè. Ngọc sẽ tư vấn cho các bạn luôn nha. Đối với các bạn ở xa thì bên cửa hàng Xe Máy Thành Tâm đã hỗ trợ trả góp online cho các bạn luôn. Các bạn có thể duyệt hồ sơ online và cửa hàng mình sẽ giao xe tận nơi tận nhà cho các bạn luôn. Các bạn chỉ cần cọc cho cửa hàng mình là 3-5 triệu thôi. Thì sau khi giao xe lên đó kiểm tra đúng tình trạng của xe thì mình mới thanh toán đủ nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video đến đây. Nhớ like, share, subscribe, ủng hộ kênh Xe Máy Thành Tâm để xem thêm được nhiều video hơn nha. Cảm ơn các bạn.